Ayo, xin chào các bạn, trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Defense nha. Thì ở trong cái ngày hôm qua, cái game của chúng ta, thằng admin nó đã update lại anh em mà. Thế nên là cái cách mà farm của mình mấy ngày hôm trước mình chỉ cho anh em á anh em, thì anh em đã không thể nào mà sử dụng được nữa rồi anh em mà. Nhưng mà với một cái con người mà với cái bản tính là lười biếng, ham ăn, lười làm như mình đó anh em, thì mình đã nghiên cứu ra được một cái cách mới anh em mà. Cách này nó sẽ gọi là phức tạp hơn cách trước một tí, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ có được nhất là cái điểm của trong cái Star Pass này là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là nếu mà cái Star Pass này biến mất thì anh em vẫn có thể dùng cái auto của mình để anh em farm cho bản thân mình, đó là cái lượng ẹp nghe anh em. Mà ẹp ở đây là mấy con này nè anh em đó. Thì ở trong giữa hai tập đã nghiên cứu khá là nhiều nên là ẹp của mình thì nó cũng bộn bộn lên nè anh em ạ. Thế nên là hôm nay mình quyết định làm video cho anh em coi. Rồi thì mình sẽ chỉ anh em tường tận từ đầu tới cuối luôn, và mình sẽ cũng chỉ cho anh em luôn cái cách để anh em tự tạo cái file auto riêng của mình, tại mình biết là trong đây có nhiều anh em gọi là giỏi giang, mình có thể là suy nghĩ ra được nhiều cách nào đó hay ho hơn để anh em tạo được cái auto farm anh em ạ. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu từng bước để chúng ta thực hiện cái auto farm này thôi anh em. Bạn cần một dịch vụ kèm hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi nếu mà thì trước tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị một số cái quân mà chúng ta cần để chúng ta đi cái ải này nghe anh em ạ. Thì mình đã cố gắng gọi là kiếm cái quân nào đó gọi là để cho anh em tất cả mọi người đều có thể kiếm được, đó là con quýt đó. Anh em sẽ phải trang bị một cái con quýt vào để anh em có thể làm cái file auto farm này nha. Thì mình sẽ làm hai cái file auto farm, tức là ở trong cái file đầu tiên á thì mình chỉ yêu cầu anh em là có cái con quýt thôi, một cái yêu cầu rất là đơn giản đúng không anh em ạ. Thì ở cái file thứ hai thì mình sẽ phải yêu cầu anh em có một cái con nào đó thủ e ngon, và nó có cái giá tiền là dưới 500 nha anh em ạ. À, thì mình sẽ lựa chọn là con Ginger 2 của mình. Thì anh em có thể lựa những cái con khác, những cái con nhân vật khác, nhưng mà nó sẽ gọi là hành hạ anh em khá là mệt, thế nên là mình sẽ lựa một cái con là Ginger 2. Anh em có thể thay thế nó bằng cái con Visa cũng được đó, nếu mà anh em muốn ăn chậm cái file của mình thì anh em nên có cái con Ginger 2 này hoặc là con Visa 6 sao nó sẽ tốt hơn. Lý do tại sao mình không xài con Uru á anh em là bởi vì con Uru á ở cái tên đầu tiên chúng ta không đặt ra được, nó sẽ khiến cho cái file chúng ta nó dài quá và nó sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà rồi thì cái file mình nói đến là cái gì, đó là một cái phần mềm, nó cái phần mềm Tiny Tat anh em ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tải luôn nhé anh em ạ, bởi mình nghĩ là có nhiều anh em sẽ không thể tải được cái phần mềm này nên là mình sẽ chỉ anh em tải. Mình nãy giờ mình tải về cũng nhiều rồi anh em ạ, nên là mình cũng hơi mệt anh em. Rồi bây giờ hãy tải nhanh cái phần mềm này nghe anh em ạ. Đây thì đây bấm vào đây mình phải tải được cái phần mềm rồi anh em ạ. Phần mềm Tiny Tat này là cái gì thì anh em sẽ biết được nhanh thôi, mình sẽ mở cái này lên. Đấy mình nãy mình cũng khá là nhiều cái phần mềm đó anh em ạ. Nếu mà anh em muốn kiếm cái file này á thì nó sẽ nằm ở trong cái phần mà Deep PC nữa anh em ạ. Đây thì chúng ta sẽ có được cái phần mềm Tiny Tat này. Rồi, mình xin phép được xóa cái này nữa ha. Đây tắt cái này cái, đấy skip cái, sẽ xóa cái phần mềm này cái để mình mình xài cái Tiny Tat này nè, cái Tiny Tat cũ mình nè, nó cũng y hệt nhau thôi, không có đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình gọi là review sơ cho anh em biết về cái phần mềm Tiny Tat này. Thì phần mềm Tiny Tat này á là nó sẽ là một cái phần mềm nó quay lại cái hành động tay chân cũng như là cái bàn phím của anh em. Đấy nó không có không cần camera đâu, nó chỉ quay cái màn hình anh em lại thôi, cũng như là lưu cái này thôi. Rồi thì mình sẽ diễn cho anh em coi một, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt trước nha anh em. Bấm vào cái bánh cái này là anh em sẽ bắt đầu cài đặt cho mình. Anh em sẽ cài đặt cho mình là nút F8 này là recording, tức là quay video bấm nút F8. Còn cái nút playback này anh em khỏi chỉnh là cũng được, tại mình có thể bấm vào cái nút này là được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe anh em ạ. Mình sẽ hướng dẫn anh em đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút F8 nè. Đó, mình sẽ cho anh em coi một số cái chức năng cơ bản của nó. Bấm F8 rồi mình sẽ kéo một cái hình như thế này. Đó, xong F8. Bây giờ nó sẽ hiểu là đó, khi mà chúng ta bắt đầu quay cái video, chúng ta sử dụng cái play này anh em, nó sẽ cho chúng ta coi nè. Đó, nó sẽ đấy. Đó, nó như vậy. Còn làm thế nào để nó liên tục vĩnh viễn phải không? Chúng ta sẽ bấm vào continue playback. Đấy, bấm vào cho anh em coi. Đấy giờ hai ta nè, đó. Làm là liên tục cho anh em. Đó là chúng ta đã có được cái file mà auto nghe anh em ạ. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi bằng cách là bấm nút F8 là chúng ta đã tắt rồi đó anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là sử dụng cái phần mềm này trong cái công cuộc gọi là file farm này anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái phần này anh em ạ. Mình sẽ làm cho anh em hai cái file, đó là một trong một cái file là chúng ta sẽ đến quay 10 chúng ta thua đó, thì như thế nào chúng ta sẽ được điểm ở trong cái Starbucks này, là cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta kết thúc chúng ta kể hết cái Starbucks này đi, cái file này vẫn sẽ hoạt động được.
để cho anh em có thể sử dụng cái lượng tiền anh em ạ, lượng lượng ẹp chúng ta xài trong cái tương lai đó, nó là như vậy. Còn ở cái file 2 này thì chúng ta sẽ sử dụng là con Gengar 2 này nó sẽ đi thắng cái Infinity, đi thắng cái Quay 10 Infinity đó, chế độ Extreme, và chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng là ba cái con ẹp dùng cho anh em nào mà thích farm ẹp anh em ạ. Thì đối với cái file thứ hai thì đương nhiên nó sẽ khó khăn hơn, chúng ta sẽ cần nhiều thao tác hơn, nhưng mà cái phần lớn nó sẽ nhiều hơn em ạ. Nhưng mà không sao đâu anh em, nếu mà anh em gọi là coi video của mình thì mọi cái chuyện mà khó khăn thì nó cũng sẽ đơn giản thôi. Rồi bây giờ thì hãy vào đây cho mình, nó vào Get Killer và chúng ta sẽ bắt đầu quick start anh em ạ. Anh em lưu ý cho mình là cái này á là chúng ta sẽ phải bấm nút F8 anh em, khi nào mà nó quay thì anh em phải quay nó, quay thì chúng ta sẽ quay vào cái lúc là cái màn hình nó đang lắc game này, là chúng ta lắc đây nè, lúc này nè anh em, chúng ta sẽ bấm nút F8, chúng ta quay cái màn hình lúc này là chuẩn anh em ạ. Đấy rồi, bây giờ thì vào game thôi, cứ đợi nó vào game là chúng ta sẽ bắt đầu cái việc mà làm việc của chúng ta đó. Hiện tại là mình đang đã bấm nút nó đang quay đó nha anh em. Tại sao chúng ta phải quay cái phần này anh em ạ? Bởi vì á khi mà chúng ta vào game chúng ta phải có cái khúc này nè anh em ạ, nó mới được anh em. Đấy rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ đợi cái thời gian này nó trôi xuống còn lại là 12 giây hoặc là 15 giây đó, chúng ta sẽ bấm hãy 12 hoặc là 15 giây, mình bấm là chuẩn. Đấy thì cứ chuẩn nhất là chúng ta cứ lựa là 14 giây đi. Đấy, lựa 14 giây, ta bấm một cái. Rồi sau đó chúng ta đợi một tí nữa rồi đặt cái con quýt ra thôi. Đấy rất đơn giản nha anh em ạ. Thì anh em cứ yên tâm đi, cái chỗ mà chúng ta rớt xuống này mà kiểu gì nó cũng sẽ nằm ở ngay đây thôi. Nãy giờ mình đã test cái này khoảng là 7 lần, là lần nào mình rớt xuống thì cái màn hình nó cũng như vậy hết. Rồi, bây giờ thì cái công cụ của chúng ta là làm gì? Đó là chúng ta chỉ cần ngồi để đợi thôi anh em ạ. Mình đã lựa cái ạc quý ông đẹp trai, một cái ạc mà nó cấp độ chỉ có 95 thôi. Cấp độ này là một cấp độ mà mình thấy là nó cũng khá là ít anh em ạ, nó đâu có cao đâu đúng không? Đó, anh em có thể sử dụng cái cách này của mình để chúng ta mà có được cái lượng farm lý anh em. Tại mình nghĩ á, không phải ai cũng có con Roland 5 say, nhưng mà nếu mà chúng ta có con Roland 5 say á thì nó sẽ tốt hơn anh em. Rồi thì đó là cái cách mà farm chúng ta. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đợi cái con quýt nó bứt phá cái nhà chúng ta thôi. Nhà của chúng ta thì sẽ trụ qua được cái quay 10, rồi sau đó chúng ta sẽ vào và nhận thưởng. Thì cái phần này nó cũng hơi nhàm chán nên là mình sẽ đợi tới quay 10 chúng ta trở lại anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta không có bấm hết nha anh em ạ, chúng ta chỉ cần đợi thôi. Đó, đợi tới quay 10 rồi chúng ta bấm tiếp anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại sau khi chúng ta trở lại quay 10 nha anh em. Tomorrow. Rồi anh em ạ, hiện tại là mình đang nằm ở cái quay thứ 9 anh em ạ. Quay thứ 9 thì nó cũng sắp xong hết rồi anh em ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần đợi cái đàn quái này ủi vào nhà nữa thôi là chúng ta sẽ thua ở quay 10 anh em ạ. Một cái mà mình đã tính toán khá là kỹ lưỡng trong cái này anh em ạ. Mình không cần phải quay được đâu, tại mình đã tính ít rồi anh em ạ. Cứ đợi cái đàn đó nó ủi vào nhà thì quay 10 là chúng ta sẽ thua anh em ạ. Thua lúc đó là chúng ta sẽ nhận được cái ẹp cũng như là nhận được cái con một con ẹp và nhận được cái ẹp ở trong cái Starbucks luôn anh em. Đấy, đấy là cái tính toán của mình anh em. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái quay 10 nha anh em ạ. Rồi thì chúng ta chỉ cần đợi thêm mấy con nó ủi nhà nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái vòng tuần hoàn này, mà chúng ta chỉ cần gọi là cài vô thôi là xài được anh em ạ. Nếu mà anh em mà xài không được á là do là anh em không bằng cấp mình là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là cái mà anh em đã setup là nó sai mình anh em ạ. Nếu mà anh em muốn xài cái file này á thì nó cũng đơn giản thôi, anh em vào cái trận đấu thì anh em bật lên là được. Đấy, bật vào lúc mà nó đang màn hình đen á là được anh em ạ. Mình bắt đầu ở đâu thì anh em bắt đầu đó là ngon anh em. Rồi, bây giờ thì đợi thôi anh em, chưa thua nó ta. Để mình coi thử coi nó có thua hay không nhé. Cái cấp độ khá là quan trọng anh em ạ. Tại nếu mà anh em mình hồi nãy mình test rồi anh em ạ. Nếu mà mình xài cái ạc mà giáo sư phát anh em ạ, mình treo tới quay thứ 13 là mới thua anh em ạ. Còn nếu mà mình xài cái ạc này anh em ạ thì chỉ cần tới quay 10 thôi là thua rồi anh em. Đấy, rồi, bây giờ thì anh em phải bình tĩnh nha anh em ạ. Mình sẽ nhận thưởng. Đó, nhưng mà anh em phải đợi một tí. Đấy, chúng ta sẽ nhận thưởng vào cái giây thứ 5 thì sớm ta tắt luôn cái này là chúng ta bấm nút F8 anh em ạ. Đấy, nhận thưởng thì sớm ta bấm F8 luôn là xong. À, chúng ta đã hoàn thành được cái dòng tuần hoàn này rồi anh em. Đấy, cái này là cái file dòng tuần hoàn của chúng ta nè anh em ạ. Chúng ta sẽ xếp nó nha anh em. Xếp nó thì mình sẽ để nó là ở trong cái phần auto farm, mình sẽ để là width 1, width slot 1, width slot 1, slot 1, quay 10. Đấy, quay 10 on star là xong. Đó, ghi vậy mình hơi hiểu anh em ạ. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái file này nha anh em ạ. Còn nếu mà anh em mà muốn mà chúng ta sử dụng liên tuần hoàn từ tối đến sáng anh em, thì anh em chỉ cần gọi là bấm thôi, bấm nút play nè anh em là xong rồi đó anh em. Đó, nhưng mà anh em phải nhớ là vô lúc mà màn hình đen nha, anh em bấm lên thì mới sử dụng được nha. Rồi tôi nghĩ là chắc anh em cũng sẽ biết cái cách mà dùng mà phải không. Chúng ta open nè, sau đó chúng ta tải cái file gì đó anh em, đó anh em bấm vô xài được nha.
Đừng là mình thất vọng nha anh em à. Mình chỉ là tải tải về mình chỉ anh em quay rồi đó, đúng đó, anh em còn không biết xài nữa mình buồn á. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng gọi là bỏ qua cái vấn đề này ha. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em làm luôn cái file mà cái con Gengar này nha anh em ạ. Rồi thì mình sẽ tắt một cái thì sau mình sẽ trở lại. Tomorrow. Rồi mà thì cũng như cái file auto cũ thôi, chúng ta vẫn phải vào cái room này và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nha anh em. Thì khi mà màn hình nó bắt đầu như vậy, chúng ta sẽ bấm nút F8 để nó quay lại cho mình. Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu quay một cái gọi là cái file mới nha anh em ạ. À. Rồi thì cũng như bình thường thôi, chúng ta cứ đợi nó rớt xuống và sau đó chúng ta làm việc. Thì mình đã nói anh em rồi, khi mà chúng ta rớt xuống cái màn hình chúng ta sẽ quay qua bên trái của cái map. Đây, khi mà rớt xuống này anh em sẽ thấy được là cái phần trăm mà nó rớt xuống là quay bên trái đó, gần như là mình đã thử khoảng 7 lần rồi mình mới quay video anh em ạ. Đấy thì khi mà rớt xuống ta sẽ quay qua bên trái, nhưng mà anh em phải tỉnh đó, chúng ta không có được vội vàng, chúng ta sẽ đợi một tí, khi mà mọi thứ nó xong hết rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lựa. Thì đối với cái file auto farm mà VIP đó anh em, nó khác với cái quýt đó là chúng ta có thể kiểm soát được cái thời gian thua, thế nên là mình cũng tự tin anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ lựa chế độ extreme và sau đó chúng ta sẽ đặt cái con Gengar luôn. Tại sao mình nói là mình có thể kiểm soát được cái thời gian thua của mình? Bởi khi mà mình sell con Gengar đi anh em, nó ủi ở nhà là nó thua chắc anh em ạ. Còn cái lý do mà tại sao mà ở trong cái trước mình lại sử dụng con quýt là bởi vì á nó sẽ giảm được cái độ khó của mà cái yêu cầu anh em ạ. Đấy, với lại là cái file đó là một cái file mà đơn giản anh em, nên là mình sử dụng con quýt cho nó gọn. Rồi thì chắc là anh em cũng sẽ xài cái file VIP này nhiều thôi, thế nên là mình cũng tin tưởng anh em ạ. Với cái việc là mình sử dụng con Gengar này thì chắc là sẽ nhiều anh em có thể kiếm được. Nếu mà anh em không kiếm được á, em nhét con Visa nó cũng được nha anh em ạ. Anh em sử dụng con Visa thì nó vẫn ổn áp nha anh em. Rồi thì chúng ta sẽ phải nâng cái con Gengar này lên một cấp độ. Bởi vì sao? Bởi vì con Gengar này nó cần phải tiêu diệt được cái con Powerful của Wave 4 thì chúng ta mới có thể chiến thắng được anh em ạ. Đấy, nếu mà không giết được Powerful Wave 4 anh em ạ thì chúng ta sẽ thua ngay Wave 8, thì nó chỉ vừa đủ để chúng ta nhận được ẹp thôi. Điều đó nó đâu có nên đâu anh em. Đó là mình đi extreme là chúng ta để nhận cái ba con ẹp mà. Thế nên là chúng ta sẽ đợi cho tới khi mà lên đủ tiền thì chúng ta sẽ nâng cái con Gengar này lên cấp 2 và sau đó chúng ta treo thôi. Đấy, lên tới Wave 8 thì chúng ta sẽ xem Gengar đi. Nhà chúng ta sẽ bị ủi banh nhà vào quay 10 nhà, chúng ta bấm lại nút replay là hết cái nhiệm vụ của cái này anh em ạ. Đấy là giờ thì anh em cứ ngồi đợi thôi, up lên cấp độ 2 cũng chỉ tốn 400 thôi. Như vậy là bấm vào đây là chúng ta đã xong cái nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta bây giờ là đợi cái phải cải này anh em, chúng ta xong xong hết, tức là đợi nó lên tới quay một quay 10 là chúng ta ngưng là xong anh em ạ. Rồi thì mình sẽ trở lại sau khi mà tới quay 8 nha anh em ạ. Chứ bây giờ mà mình quay cho anh em coi cái khúc mà mình ngồi mình chờ tranh chém gió là nó cũng không hay đâu. Rồi đợi tới quay 8 mình sẽ trở lại anh em ạ. Tomorrow. Rồi mà hiện tại tới quay 8 nha anh em, thế nên là chúng ta sẽ sell con này đi và chúng ta sẽ đợi nó ủi banh nhà của mình. Vậy là chúng ta đã xong đó anh em ạ. Con này đi tầm quay 8 là một cái sự chọn hợp lý, tại nó cũng cần một cái khoảng thời gian để nó ủi nhà của mình, nên là mình sẽ sell nó. Rồi giờ thì chúng ta chỉ cần đợi một tí thôi là xong anh em mà. Quá thì chắc cũng chạy gần tới rồi, nếu mà mình tính đúng đó nghe thì nó kìa, nó chạy tới kìa, chiến binh da 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 xanh đã tới rồi đó anh em ạ. Yên tâm, mình đã tính tới hết rồi, quay 8 là sell là chắc chắn là nó gần ủi tới nhà là chúng ta lên quay 10 anh em ạ. Đấy, con Gengar là cái đang nói như vậy, còn cái con Visa thì nó cũng sẽ tương tự thôi anh em ạ. Đấy, mà mình mong là anh em nên kiếm một con nào đó khác con Visa. Đấy, con Xenos cũng tốt anh em ạ. Đó, anh em nên thử những cái con đó. Rồi, qua quay đi, đừng dụ tôi nha. Tôi sắp tôi đau tim lắm rồi đó. Đau qua qua quay quay qua quay qua quay qua quay. Qua quay. Rồi thấy chưa, anh em nói mà mình tính toán hết rồi, qua quay là chúng ta sẽ vừa thua luôn em. Đấy, vừa qua quay là chúng ta vừa thua luôn. Đấy, thời gian là tính toán là vừa đủ hết anh em ạ. Anh em yên tâm, bất kể là cái con gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ như vậy thôi anh em ạ. Đấy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái khoảng thời gian mà thừa ra nhất có thể của cái này. Rồi cũng như lần trước thôi, chúng ta sẽ đợi nó khoảng còn 5 giây sau đó chúng ta bấm replay và kết thúc luôn cái này anh em ạ. Rồi bấm replay sau đó chúng ta bấm F8, chúng ta kết thúc luôn cái file này và chúng ta sẽ có được một cái file mới. Cái file này sẽ có tên là, ủa cái file này nó cũng vậy thôi, người xem thôi. Tiếp cái file này chúng ta sẽ để tên nó là, file này chúng ta sẽ để tên nó là Gengar slot 2. Đấy, slot 2 quay 10, quay 10, quay 10 extreme extreme. Đấy, ghi vậy đây là ok, là vậy là chúng ta đã có được hai cái file để chúng ta sử dụng rồi đó anh em ạ. Rồi thì anh em nào mà muốn gọi là muốn thử tự bản thân mình làm một cái file khác thì anh em có thể làm dựa trên cái form mình đã gọi là hướng dẫn kỹ anh em ạ. Thì thứ nhất là anh em phải nhớ là
trước khi vào cái phòng mà đen anh em thì chúng ta sẽ phải bấm một lần. Đấy, lúc mà đen là chúng ta bấm một lần, và khi mà kết thúc chúng ta đợi 5 giây chúng ta bấm một lần nữa là chúng ta sẽ có cái khúc đầu khúc cuối. Còn cái khúc giữa anh em biến chế sao thì mình không biết đó. Thì mình chủ yếu á, là muốn mà hoạt động chân chu của một cái dòng tuần hoàn á thì cái phần đầu cái phần cuối nó phải khớp nhau anh em ạ. Đấy, thì cái đó là mình muốn dặn dò anh em kỹ để anh em làm cái việc mà auto như thế này. Rồi thì ngày mai thì chắc là anh em sẽ thấy được, mình sẽ ra một cái tập mới của mà Noob2 Pro, thì anh em có thể thấy được là cái sự mà thay đổi của cái admin đó, có thể mình sẽ có nhiều con đẹp hơn để fit đó. Đó là cái việc mà của ngày hôm sau, thì ok, mong là anh em sẽ đón chờ cái video ngày hôm sau của mình. Cũng đừng quên là thả lại cho mình một đăng ký cũng như là một nút like thì để mình có động lực làm tiếp video nhé anh em. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.